Với thể điệu Về Bình Trị Thiên, nghệ sĩ Thu Thủy trình bày bài thơ Thương Ca Văn Học Ứng Xử. Ứng xử rất cần bé ơi, bé ơi ứng xử rất cần, rèn luyện từ bé lớn lên, lớn lên tuyệt vời. Từ lúc từ cương trước tiên, trước tiên từ lực từ cương, khi ta còn bé đảm đương nhiều điều. Rồi thì đi ngay. Bé ngà gãy tay đừng lo, đừng lo bé ngà gãy tay, dĩ nhiên cha mẹ có ngay dự phòng. Ừ.
xa.